Xin chào các bạn, mình là KuSinJP đây. Hôm nay mình sẽ review về Sinmovi có tên là Ngủ Nhanh Nào, cuộc tấn công vĩ đại vào thế giới mộng mơ. Nào hãy xem review cùng KuSinJP nha. Khung cảnh đầu phim là giấc mơ của ba Hiroshima trở thành Super CEO Man để giải cứu đồng nghiệp của mình. Nhưng kỳ lạ, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ lại xuất hiện một con cá kỳ lạ nuốt chửng anh ta. Cùng lúc đó tại giấc mơ của mẹ Misae, em Himawari và chó Bạch Tuyết cũng xuất hiện con cá quái quỷ ấy. Chuyển nhanh đến giấc mơ của Shin, quả không sai chính là mơ đi chơi với chị Nan Ako ở một thảo nguyên xanh ngát. Hai người sắp hôn, nhưng con cá ấy lại xuất hiện và nuốt chửng giấc mơ hạnh phúc này. World 起動成功。もう安心だぞ。